Yo yo, hello anh em, hi hi. Chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Vâng, đây là lần thứ 3 mình ngồi mình thu cái video hồi tưởng rèn luyện này. Nãy giờ làm nó cứ bị lỗi thôi, không lỗi cái này, lỗi cái kia. Hy vọng lần này thì nó đã ổn định rồi. Đây là những cái thông tin hướng dẫn cách chơi hồi tưởng rèn luyện từ nhà phát hành và đây là video dạng thông báo. Ok. Vâng, thời gian bắt đầu sự kiện là 4 tháng 8 2022 vào lúc 9 giờ sáng ngày mai nhé anh em. Và điều kiện tham gia là hạng mạo hiểm AR lớn hơn 32 và yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chuyến đi biển ngày hè. Nếu như anh em tham gia đảo 2.8 từ những ngày đầu tiên thì mình nghĩ là anh em đã hoàn thành từ lâu rồi. Còn nếu như anh em chưa làm thì hãy nhanh chóng hoàn thành để có thể tham gia được sự kiện nhé. Về tóm tắt cách chơi, vâng, chào mừng anh em đến phần tóm tắt cách chơi. Về cái phần tóm tắt cách chơi này thì chủ yếu nó nói là người chơi sẽ tổ đội với nhau hoặc là sử dụng chế độ nhiều người chơi. Ghép trận thì cũng tương tự các tính năng co-op nhiều người chơi khác của Genshin thôi anh em. Ví dụ như trong hình thì chúng ta có thể thấy là cái địa điểm khiêu chiến nó đang được đặt ở cái đảo trung tâm như thế này. Có 3 chủ đề chính tất cả trong sự kiện này, đó là hạ cánh, tập kích, bảo hộ. Các màn chơi thì sẽ được mở theo ngày nhé anh em. Mỗi màn chơi thì nó sẽ có một cái yêu cầu khác nhau và anh em cần phải chú ý đọc những yêu cầu này để đạt được số điểm cao nhất. Số điểm cao để làm gì? Có thể anh em hỏi thì số điểm cao để nhận được full phần thưởng anh em ạ. Anh em có thể thấy đây là 200 điểm, 350 điểm và 500 điểm thì nó có mức phần thưởng khác nhau. Về 500 điểm thì anh em có thể nhận được tất cả những cái phần thưởng như thế này. Và ở trong cái phần đạt được số điểm chia ra các phần như thế này thì anh em có thể thấy rằng là 200 điểm khi hoàn thành khiêu chiến thôi. Thì mình nghĩ là cái mức 200 rồi 350, 500 thì nó cũng không quá khó để đạt được đâu. Ok. Có thể là anh em sẽ nhận được tất cả các phần thưởng một cách rất là dễ dàng và sự kiện nó mang cho anh em những cái giây phút giải trí. Đó là tinh thần của sự kiện, mình đoán như vậy. Vâng, chào mừng anh em đến với phần chi tiết các cái phần chơi. Thì đầu tiên là phần hạ cánh thì anh em sẽ bắt đầu từ cái khu vực ở trên không như thế này. Và mình đang tự hỏi là nếu như chúng ta nhảy luôn xuống bên dưới này thì nó sẽ báo lỗi như thế nào nhỉ? Nếu như ngày mai vào chơi anh em hãy thử luôn nhé anh em. Vâng, xin được trở lại với hướng dẫn. Thì khi mà ở cái vị trí phía trên cao này thì nhiệm việc của anh em đó là anh em cần phải đi xuống dưới. À, để đến được cái vị trí chỉ định như thế này thì họ hoàn thành được khiêu chiến. Trên đường đi xuống thì anh em sẽ thấy là có những cái đồng xu như thế này và những cái con quái Hilichu như thế này. Và thi thoảng thì còn có thấy cả những cái búp hỗ trợ hạ cánh nữa. Ăn nó thì sẽ tạo ra những cái búp có lợi hơn rất là nhiều. Thế thôi, việc nhẹ lương cao anh em. Và phần tiếp theo đó là khiêu chiến tập kích. Thì đây là khiêu chiến sử dụng đến thuyền gió. Nhìn ở đây anh em có thể thấy là bố trí thuyền rất dễ là xảy ra va chạm. Cho nên là đề nghị anh em hãy tuân thủ luật hoàng hải. Cũng như là không đánh võng, lạng lách để giữ an toàn cho người chơi khác nhé. Mình đùa thôi. Vâng, quay trở lại với khiêu chiến thì khiêu chiến thuyền gió nó cũng giống như những cái khiêu chiến khác ở trên map. Anh em hay chơi thôi, đó là cũng di chuyển đến các địa điểm chỉ định, sau đó sử dụng những cái làn gió để bay lên. Và cũng tương tự như màn chơi trước thì anh em có thể thấy rằng có Hilichu, có đồng xu. Về cái đồng xu này thì hơi đặc biệt một chút và mình sẽ nói chi tiết hơn về nó ở trong cái phần cuối cùng khi nhà phát hành tiết lộ thêm thông tin. Về cái phần chơi thứ ba gần như cuối cùng đó là khiêu chiến bảo hộ. Thì trong cái phần khiêu chiến bảo hộ này anh em cần phải bảo vệ cái bè đá trôi giạt. Đây là cái bể đá trôi giạt này, anh em có thấy là có 4 cánh, 1, 2, 3, 4, gọi là 4 bộ phận của bể đá. Và ở giữa có một cái bộ phận trung tâm là cơ quan khởi động. Về cái cơ quan khởi động này thì theo mình ấy, mình đoán thôi, chứ này mình cũng không chắc lắm, đó là chủ cây, chủ quật sẽ là người có thể kích hoạt được cái cơ quan khởi động này. Đấy là mình dự như thế, còn trong trường hợp là tất cả người chơi đều có thể kích hoạt được thì dễ hơn rồi. Còn nếu như là chỉ có chủ cây có thể kích hoạt được thì nó sẽ xảy ra một tình huống rất là hề hước, đó là nhiều người kiểu vào chơi mà không biết mình là chủ cây, hay là kiểu lời người sưu tầm đá không để ý gì cả ấy. Thì có thể ngồi đợi một lúc xong rồi không thấy bắt đầu sẽ chat lên là mẹ ra cầm cây ấy. Sao không ai không bắt đầu đi, đợi kéo gì. Kiểu như thế chẳng hạn. Thì lúc đấy nó sẽ rất là hề hước đó anh em. Vâng, và mình hy vọng là tình huống nó sẽ xảy ra. Tiếp theo thì quay trở lại với cái hướng dẫn, đó là cái bè đá này để mà di chuyển được thì nó yêu cầu năng lượng anh em ạ. Và để có năng lượng cho cái bể đá hoạt động thì anh em cần phải đi nhặt bộ tu sửa và năng lượng này để có thể cho cái bể đá hoạt động. Thế thôi. Trong quá trình di chuyển thì anh em có thể thấy là cũng có luồng gió, cũng có đồng xu ở đây nhưng mà mình không thấy có Hilichu. Không biết là có phải chiến đấu hay không. Và khi đưa được cái bể đá về thì anh em sẽ hoàn thành khiêu chiến. Đó là ba cái khiêu chiến nhá. Hạ cánh này, tập kích này và bảo hộ. Phần cuối cùng là nhắc nhở khiêu chiến thì đây, về những cái đồng xu. Đó là khi mà một người chơi thu được đồng xu hồi tưởng thì tất cả nhà lữ hành sẽ nhận được số điểm tương ứng. Vậy đây nó sẽ xảy ra trường hợp là có thể ông nào đó lười nghĩ rằng là người khác nhặt rồi mình không cần nhặt nữa, như thế là dở lắm. Cứ thấy đồng xu thì anh em là nhặt nha, bởi vì đó là cái tính năng của game mà. Ok. Trong khiêu chiến nếu như ông nào bỏ đi đào khoáng trộm hay là đi bắt bùm bùm ấy thì nên nhớ rằng là có thể bấm phím P
để quay trở về với anh em đồng đội. Hoặc là anh em thấy ông nào mà đi quá xa, đi hơi xa thì hãy chat lên, bảo là bấm P hay là kích. Như thế đấy, nó sẽ đảm bảo cho cái khiêu chiến diễn ra một cách rất là văn minh. Về phần thưởng thì nếu như mình không nhầm là 420 nguyên thạch nhé, cũng như là kinh nghiệm anh hùng, rồi nguyên liệu bồi dưỡng, vân vân và mây mây. Không biết là anh em nghĩ sao về cái sự kiện này, nhưng mà với mình thì mình thấy nó rất là thú vị. Chỉ cần đọc qua cái hướng dẫn thôi thì mình đã thấy nó rất là nhiều điểm đáng chú ý rồi. Vậy nếu như anh em chơi sự kiện và anh em cảm thấy có điều gì thú vị, anh em hãy để lại bình luận nha. Ok, chúc anh em chơi sự kiện thành công. Và mình đã rất nghiêm túc đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video thông báo về sự kiện của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau.